Hồng mông lão nhi, không ngờ ngươi dám ám toàn ta. Ngươi quả thực là muốn chết rồi. Đột nhiên trong lúc này, Phương Hàn không ngờ kết nối với ý chí của hồng mông đạo nhân, gia tăng lên thân thể hắn. Uy lực của thiên nguyên nhất kích tăng lên gấp 10 lần, trực tiếp đục một lỗ lớn trên thân thể thủy tổ thánh vương. Thủy tổ thánh vương liên tục gào thét, gần như có vẻ thạnh quá hóa giận. Vào thời điểm sơ khai của kỳ nguyên này hắn đã chật đứt thế giới thụ. Gặp phải thiên nguyên nhất kích của hồng mông đạo nhân khiến bản thân trọng thương, hiện giờ không ngờ lại gặp phải ám toán của đối phương, hơn nữa tình huống như dẫm phải vết xe đổ ngay trước quả thực là khổ sở muốn hộc máu tự nhiên phủ chém đất công xiềng thần thượng chỉ thủy tổ lực thân thể thủy tổ thánh vương sụp đổ nhưng hắn lại chẳng hề sợ hãi đột nhiên bay lên lực lượng toàn thân dung hợp lại ý đồ tự chữa thương thủy tổ thánh vương ngươi lúc này mới nghĩ tới chuyện chữa thương thì thật sự đã quá muộn tu vi của ta căn bản ngươi không thể đoán ra cho dù không có hồng mông đạo nhân hỗ trợ ta cũng có thể đánh chết ngươi chỉ là phiền toái hơn mà thôi hiện giờ ngươi sắp sửa sụp đổ chết đi cho ta. Tam đại pháp thân của ngươi lúc này đều có tu vi 15 kỷ nguyên sẽ bị ta thu lấy làm thuốc bổ cho bản thân. Hôm nay ngươi ám toán ta, mượn dùng mệnh vận lực của ta, ngày sau ta tu thành tiên vương, đợi tới lúc thiên địa đại hủy diệt sẽ là lúc ta đáp tạ ân tình ngày hôm nay của ngươi. Hoàn toàn hủy diệt ngươi. Phương Hàn làm sao có thể cho thủy tổ thánh vương cơ hội ngưng tụ lại một lần nữa chứ? Hắn bay lên, toàn thân đột nhiên biến hóa, tinh thể thần quốc cũng hóa thành những pháp tác đại đạo, thúc dục quỷ thần. Kỷ nguyên thần trận phát huy tới cực hạn, ở trung ương có dòng sông vận mệnh lơ lửng trong hư không bùng nổ chấn động hư ảnh của cánh cửa vĩnh sinh liền hiện ra từ trong dòng sông vô số thần vật chư thiên các loại tiên khí thánh phẩm đều xoay tròn xung quanh cánh cửa vĩnh sinh lâm binh đấu giả nhân hư khoảng không diệt từ miệng phương hàn liên tục bay ra các loại cổ tự dường như biến thành một thiên văn chương mỗi thiên có thể khiến cho người ta tu luyện tới đại đạo vĩnh sinh vậy miệng hắn đọc văn chương cái thế tay nắm thiết quyền vô địch một kích hung mãnh tỏa ra uy lực còn mạnh hơn thiên nguyên nhất kích vừa rồi. Tích quyền xuyên thủng hư vô, hung hăng nện lên bề mặt của tạo hóa thần khí đại phủ. Đại phủ phát ra tiếng vang như đại hồng trung. Thân thể tử tinh do tam đại pháp thân của thủy tổ thánh vương ngưng thành sụp đổ từng tấc một, hổ khẩu chảy máu tươi đầm đìa. Tạo hóa khởi nguyên chân lý, tam quyền hợp nhất. Phương Hàn được thế không đừng lại, bước chân chấn động đạp tứ cực, lại đánh ra một quyền nữa. Trên thân thể hắn lóe lên bóng dáng của tam đại tiên vương, quyền phong bùng nổ, một tấc đánh ra như thiên nhai cách trở. Một tiếng nổ lớn lại bùng lên, bàn tay của Phương Hàn va chạm với đại phủ. Tạo hóa thần khí đại phủ cư phát ra tiếng gào thét, không ngờ bay vọt lên, rời khỏi bàn tay thủy tổ thánh vương. Thanh tuyết. Thân thể Phương Hàn nhãng lên một cái, Phương Thanh tuyết hiểu ý liền hội tụ với cửu cửu chi tôn thân thành, biến thành một dòng nước tiến vào bên trong thân thể Phương Hàn. Lập tức thân thể của hắn cao lớn hẳn lên, năm ngón tay rỗi ra, khiến vũ trụ như trở thành đồ chơi trong tay hắn. Nhị nhị hợp nhất, phong. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết hợp nhất, uy lực tăng vọt, xương xích tràn ra ngang trời. Mệnh vận lực thao túng khí vĩnh sinh lại liên kết thành lao mục, từ bốn phương tám hướng nhốt thủy tổ thánh vương lại. Phương Hàn, ngươi giỏi lắm. Tuy nhiên ta sẽ không cho ngươi sống tốt đâu. Phân thân này của ta ngươi cũng đừng mơ đoạt được. Thần thượng chi thần, linh hồn ký thác. Thủy tổ thánh vương thấy sắp bị phong ấn thì đột nhiên cả người không ngờ bắt đầu thiêu đốt hừng hực, biến thành một đám lửa màu tím như lưu tinh ở trong lao ngục, lao thẳng về phía Phương Hàn đám lửa màu tím này tiến vào trong mi tâm của Phương Hàn, cùng lúc đó khiến thân thể của hắn bất ngờ trở thành màu tím. Mọi người đều thấy được trong thân thể của Phương Hàn xuất hiện một linh hồn, trông giống thân ảnh của hắn như đúc. Nhưng sau đó thân ảnh này giống như bị người ta khống chế, không ngờ hóa thành gương mặt của Thủy Tổ Thánh Vương. Hai giọng nói khác nhau vang lên từ trong linh hồn Phương Hàn. Ha ha, ha ha, Thủy Tổ Thánh Vương cười to. Phương Hàn, người chắc nằm mơ cũng không thể ngờ rằng ta đã tìm hiểu được huyền cơ trong cánh cửa vĩnh sinh tu thành một môn đạo thuật có thể ký thác linh hồn, biến hóa thành mọi người, gieo hạt giống trong tâm, kết hợp với kẻ đó. Hiện tại linh hồn của ngươi đã là của ta, nếu muốn giết ta thì cũng như giết ngươi. Ta sẽ từ từ thao túng thân thể ngươi. Nằm mơ. Thủy tổ thánh vương, cho dù linh hồn của ngươi dung hợp với ta thì cũng không có chút tác dụng, chỉ có thể trở thành thuốc bổ cho ta thôi. Giọng nói của Phương Hàn ác nghiệt truyền ra, không có chút tình cảm nhân loại. Ta đang muốn mượn ý chí của ngươi tôi luyện ý chí của ta, hiện giờ lại để ta luyện hóa linh hồn và thân thể ngươi, khiến tu vi của ta đạt tới trình độ 16 kỷ nguyên đi. Phương Hàn ngồi xuống, trên thân thể xuất hiện những đạo gông xiềng. Trong hư không có không biết bao nhiêu khí vĩnh sinh trong nháy mắt di chuyển, tạo thành một hải dương đi tới cạnh hắn, ngưng tụ thành xiềng xích, phong ấn cả thân thể hắn lại. Phương Thanh Tuyết hiện ra ở bên cạnh Phương Hàn, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Mọi người, lập tức toàn lực thúc dục đại trận nguyên giới, bảo vệ cho môn chủ phương hàn luyện hóa linh hồn lạc ấn và hóa thân của thủy tổ thánh vương cùng tạo hóa thần khí đại phủ vô địch đệ tử đều hiểu rằng tình huống lúc này rất khẩn cấp những luồng trận pháp hoa mỹ nhanh chóng được thúc giục mỗi một đại cao thủ đều giữ vững vị trí và cương vị của mình không cần lo lắng ta tuy rằng phong ấn bản thân nhưng vẫn có lực lượng chiến đấu một trận tuy nhiên hiện giờ ta cũng cần phải bế quan chư vị cẩn thận là tốt rồi linh hồn của thủy tổ thánh vương giao chiến với ta thật sự rất đáng chờ mong phương hàn khoát tay ngồi ngay ngắn ở trung ương của nguyên giới, phương hàn, ngươi muốn luyện hóa ta sao? ta không ngừng truyền ra pháp lực của mình từ trong cánh cửa vĩnh sinh ra, ngược lại sẽ luyện hóa toàn bộ linh hồn của ngươi, gạt bỏ ý chí của ngươi. đột nhiên trong lúc này, từ thân thể của phương hàn truyền ra giọng nói của thủy tổ thánh vương. cùng lúc đó, trong hư không có một màu sắc hoa mỹ bao phủ xuống, từ khí xô trào lại một lần nữa thấm vào thân thể phương hàn, bổ sung cho sự tiêu hao của linh hồn và hóa thân. phương hàn, thân thể của ta có lực lượng vô cùng vô tận chút lực lượng của ngươi ở trước mặt ta chỉ như muối bỏ bể, thế mà cũng dám chống lại ta sao? Ta muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Tốt nhất là ngươi vận dụng mệnh vận lực đi. Càng vận dụng thì gông xiềng của ta lại càng gãy nhiều hơn. Đến lúc đó ta có thể chân chính đi ra từ cánh cửa vĩnh sinh, dùng một đầu ngón tay cũng có thể dí chết ngươi. Giọng nói của Thủy Tổ Thánh Vương vang lên muốn lay động lòng tin của Phương Hàn. Hơ chết về tay ai cũng còn chưa biết đâu. Phương Hàn nhắm mắt lại, kỷ nguyên thần trận bên trong thân thể bắt đầu thúc dục xóa dần tử khí, luyện hóa thần niệm của thủy tổ thánh vương truyền ra từ trong hư không. Cùng lúc đó, toàn bộ kỳ nguyên thành, giới thượng giới đều hoàn toàn bị che đi để Phương Hàn có thể tu luyện thành công. Lúc này trong lòng Phương Hàn vô cùng bình an, không buồn không vui, tiến vào một cảnh giới yên lặng. Ở bên trong thức hải tại linh hồn hắn có một thân thể cao lớn cũng đang ngồi ngay ngắn, không ngừng suy diễn ra các loại chiêu thức, ảnh kích lên linh hồn hắn. Đó chính là ý đồ sát phạt của thủy tổ thánh vương, muốn đánh tan hoàn toàn ý niệm của Phương Hàn mà bên trong thức hải lúc này linh hồn phương hàn cũng đồng thời thi triển ra võ học tuyệt thế giao chiến với thủy tổ thánh vương hiện tại hắn đang giao thủ với một kẻ tương đương tiên vương mỗi một lần va chạm linh hồn giao phong thì linh hồn hắn lại cô động hơn một phần ý chí của hắn lại kiên cường hơn một chút hơn nữa hắn loáng thấy được một chút huyền bí của cánh cửa vĩnh sinh bên trong ý niệm của thủy tổ thánh vương truyền ra phương thanh tuyết bảo vệ bên cạnh phương hàn không ra tay trợ giúp mà để hắn tự mình đối kháng nàng biết giờ khắc này phương hàn và thủy tổ thánh vương giao chiến tuy rằng nguy hiểm nhưng lại rèn luyện ý chí bản thân rất nhiều nếu thông qua giao chiến linh hồn mà ngay cả thủy tổ thánh vương cũng không làm gì được phương hàn thì không phải là ý chí của hắn có thể so được với tiên vương sao. như thế thì tu luyện sẽ tốt tới đâu ngay từ đầu khi giao chiến trong thức hải thân thể phương hàn run rẩy nhưng thời gian trôi qua pháp lực của hắn càng ngày càng mạnh cảnh giới càng ngày càng cao áp chế toàn bộ dòng khí màu tín xuống thủy tổ thánh vương cũng không còn khả năng khống chế được thân thể hắn nữa hắn thật giống như đã giết chết kiếp trước kiếp này của tiên vương ý niệm lòe lên khí vĩnh sinh quanh thân thể hắn xô trào càng ngày càng đậm mênh mông như biển rộng phương thanh tuyết thậm chí thấy được khí vĩnh sinh vô cùng vô tận trong hư không xảy ra biến hóa về kết cấu ngoài phần đã hóa thành xiềng xích lao tù ra thì đều biến thành đan dược cao cấp hơn cả tiên vương đan phù văn văn tự ngàn vạn môn hộ khí vĩnh sinh có thể diễn biến ra tất cả chỉ cần cảnh giới đủ cao là có thể thao túng hoàn mỹ chúng thậm chí có thể cô đọng thành tiên khí thánh phẩm thủy tổ thánh vương thần túy là giúp hắn tôi luyện nếu lần này hắn vượt qua chiến thắng ý chí và võ học của thủy tổ thánh vương thành công thì có thể nói phương hàn sẽ uy chấn chư thiên tiên vương không ra mặt thì không ai dám tranh đấu với hắn ngay lúc phương hàn đang giao chiến với thủy tổ thánh vương thì ở bên trong càn khôn thành hoa thiên đô cũng đang tu luyện khắc khổ càn khôn thành đây vẫn là đại thành trì lớn nhất trong trăm ngàn vạn thành trì của giới thượng giới mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số tu sĩ tiến vào mua thần vật sử dụng tiên vương đan Đến lúc này tất cả tu sĩ tiến vào Càn Khôn Thành đều truyền tin về đại hội đấu giá lần đó. Còn có người ra giá 20 tỷ Tiên Vương đan mua Thiên Địa Huyền Môn, còn cho rất nhiều cao thủ ở đó 2 triệu đan dược. Hình tượng của Phương Hàn đã trở thành một thần thoại, vì chuyện này mà tu sĩ tới Càn Khôn Thành càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thiên quân cũng từ vạn dặm xa xôi đi tới, nhìn xem Phương Hàn có còn ở đây hay không. Hoa Thiên Đô, ngươi gần đây tu luyện tăng trưởng đúng là không tồi. Ở bên trong một mật thất trong Càn Khôn Thành, Hoa Thiên Đô quỳ trên mặt đất, trên vương tọa cao cao là chúa tể Càn Khôn đang ngồi ngay ngắn. "Hôm nay ta sẽ cho ngươi mượn đồng tạo hóa thần khí, hồ lô Càn Khôn của ta để trợ giúp ngươi luyện hóa pháp bảo bên trong cơ thể." Đa Tạ Sư Tôn, Hoa Thiên Đô nghe vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng dập đầu nói. "Chờ đợi đã lâu, rốt cục cũng chờ được cơ hội này. Chúa tể Càn Khôn, ta tuy bái ngươi làm sư phụ nhưng chỉ là để mượn dùng hồ lô Càn Khôn luyện hóa Tam Sinh Thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy trong cơ thể ta. Mấy ngày nay ngươi vẫn từ chối." hiện giờ không ngờ đáp ứng rồi, không phải là có âm mưu gì khác chứ. Hoa Thiên Đô tuy quỳ trên mặt đất nhưng trong lòng lại không hề có chút tôn kính với chúa tể Càn Khôn, ngược lại còn thầm bài mưu tính kế. Hắn đang muốn cướp lấy tu vi của chúa tể Càn Khôn, sau đó có thể chân chính chống lại Phương Hàn. Phương Hàn, từ bên trong thế tục ngươi đã áp bức ta. Nhưng hôm nay ta luyện hóa hài cốt của tiên vương mạnh nhất, thần vật mạnh nhất, ngươi ở trước mặt của ta chỉ là một con chó mà thôi. Chúa tể Càn Khôn nhìn Hoa Thiên Đô quỳ trên mặt đất, mỉm cười nghĩ. Hoa Thiên Đô này không biết có thần vật gì trong cơ thể. Hắn luôn vội vã muốn mượn hồ lô càn khôn của ta là vì sao? Tuy nhiên khẳng định đó là thứ tốt. Người này tâm địa xấu xa, làm sao ta lại không biết chứ? Cửu Thiên Huyền Nữ, Tạo Hóa Tiên Vương kia là hạng người âm hiểm, làm sao có thể đối với ta đơn giản như vậy? Nếu trong thân thể của Hoa Thiên Đô này có thứ tốt thì ta sẽ luyện hóa thành của mình. Hiện giờ ở giới thượng giới này, ta là người có tu vi 15 kỷ nguyên dù là ý chí của Tiên Vương giáng xuống cũng không làm gì được ta. Một đôi sư đồ này đều có ý xấu trong lòng, muốn chiếm được lợi ích từ đối phương. Tốt lắm, Hoa Thiên Đô, hiện giờ ta sẽ tế ra hồ lô cả khôn. Ngươi hãy tiến vào trong đó tu luyện, tới thời điểm tất yếu ta sẽ giúp ngươi một tay." Chúa tể Càn Khôn nói, sau đó vung tay lên. Một chiếc hồ lô nho nhỏ bay ra, dạ, hóa thành một đạo hào quang hiện lên trên mặt đất, sau đó biến hóa thành cao tới 10 trượng, giống như một phòng ốc bình thường vậy. Hoa Thiên Đô nhìn miệng hồ lô, lại nhìn hai chữ Càn Khôn trên mặt hồ lô hơi do dự một chút ta tiến vào trong đó chẳng may chúa tể càn khôn xuống tay với ta thì ta không thể chạy trốn nổi tuy nhiên không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con ta là quân cờ tạo hóa tiên vương dùng để đối phó với phương hàn hắn sẽ không thể để ta ngã xuống dễ dàng như vậy được tới thời điểm mấu chốt khẳng định hắn sẽ trợ giúp ta nghĩ như vậy thân thể hắn liền bay lên tiến vào bên trong hồ lô nọ rơi vào một thế giới tối đen rất sâu hồ lô hay thật hoa thiên đô vừa tiến vào trong đó liền cảm nhận được từng luồng lực lượng càn khôn ập tới thân thể mình cảnh giới thiên địa nhất thể cuốn quanh huyết nhục mình hai cốt của chúa tể nguyên thủy tam sinh thạch không ngờ bị lực lượng càn khôn này khiến cho bộc phát ra lực lượng rất lớn làm tu vi thân thể hắn tăng lên một kỷ nguyên tam sinh thạch quả nhiên là lợi hại chúa tể nguyên thủy cũng không hổ là nhân vật mạnh nhất không ngờ chỉ bắt đầu phóng thích uy lực đã khiến tu vi của ta trực tiếp tăng lên một kỷ nguyên hoa thiên đô phun ra một ngụ nguyên khí dẫn phát lực lượng càn khôn lập tức càn khôn chân hòa hừng hực thiêu đốt thân thể hắn biến thành tư chạy khắp người hắn khiến cho pháp lực của hắn càng tinh thuần hơn lại có tam sinh thạch ý niệm của kiếp trước kiếp này khiến cảnh giới của hắn lại càng tăng tiến vùn vụt cảnh giới tiên vương nhộn nhạo trong lòng hắn nghe đồng thiên quân chiếm được tam sinh thạch có thể rất nhanh hiểu được cảnh giới tiên vương tuy rằng không phải là lực lượng nhưng chỉ cần tăng tiến về cảnh giới cũng không phải là chuyện nhỏ trong càn khôn chân hòa cảnh giới thiên địa nhất thể của tạo hóa thần khí hài cốt của chúa tể nguyên thủy cũng bắt đầu bị hòa tan thu nhỏ lại thấm vào bên trong thân thể Hoa Thiên Đồ. Các ngươi được xưng là Tiên Vương mạnh nhất trong lịch sử, pháp lực gần như vô địch, không phải bị rất nhiều tiên vương vây công thì tuyệt đối sẽ không phải lưu lại thân thể tiến vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Hiện giờ hai cốt của hắn dung nhập bên trong thân thể của Hoa Thiên Đồ, khiến pháp lực của hắn tăng lên tới một mức độ khó tin nổi. Lực lượng từ hai cốt của chúa tể Nguyên Thủy cũng đủ cho hắn, mà Tam Sinh Thạch lại khiến cảnh giới của hắn tăng tiến, khiến hắn thoát thai hoán cốt, hoàn toàn biến hóa về chất. Tu vi 11 kỷ nguyên tu vi 12 kỷ nguyên hắn còn đang không ngừng tăng tiến. Gần như sắp sửa đột phá tu vi 13 kỷ nguyên rồi. Cái gì? Đó là khí tức của tam sinh thạch, hài cốt của chúa tể nguyên thủy. Sao lại có hai thần vật mạnh nhất này ở trong cơ thể hắn chứ? Chú tể càn khôn luôn quan sát khí tức bên trong hồ lô càn khôn của mình. Hoa thiên đô tu luyện trong đó hắn nhìn rõ ràng từng chút một. Hiện giờ rất cục hiểu ra hoa thiên đô muốn luyện hóa thứ gì rồi. Mới đầu hắn chấn động, về sau trên mặt hiện lên vẻ tham lam vô cùng. Hoa thiên đô, đừng trách ta muốn trách thì phải trách ngươi là kẻ mang ngọc có tội. Dù ngươi có được tạo hóa môn, thiên địa huyền môn ta cũng không xuống tay với ngươi. Nhưng ngươi lại có được loại thần vật mạnh mẽ như tam sinh thạch, nếu ta có được thì tu vi lại có thể tăng thêm một kỷ nguyên nữa, tới trình độ 16 kỷ nguyên. Lúc đó Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân kia làm sao có thể là đối thủ của ta nữa? Chú tể Càn Khôn đột nhiên phất tay, vận dụng pháp lực toàn thân. Lập tức hồ lô Càn Khôn liền bay lên, đảo ngược đầu xuống phía dưới mặt đất. Ở trên mặt đất, một luồng khí phóng lên cao, xuất hiện một đại trận cấm pháp của càn khôn thành lập tức bị thúc giục toàn bộ dũng mãnh tiến vào bên trong hồ lô muốn bóp chết hoa thiên đô hoàn toàn không ổn hoa thiên đô đang tu luyện trong hồ lô càn khôn như đi giữa đường lớn rộng mở lại không thể dự đoán được lực lượng càn khôn đột nhiên nghịch chuyển vô số pháp lực tiến vào thanh tẩy mình những luồng đại khí nổ tung trên thân thể hắn không ngờ cướp đoạt tu vi của hắn ta sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy kia cũng dục dịch muốn thoát ly khỏi thân thể hắn chúa tể càn khôn ngươi định làm gì Hoa Thiên Đô phẫn nộ hét lớn. Làm gì à? Chú Tể Càn Khôn ở bên ngoài hồ lô cười lạnh liên tục. Tất nhiên là giết ngươi, cướp lấy pháp bảo của ngươi. Ngươi không nên phản kháng, ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Ta sẽ không để ngươi phải thống khổ đâu. Nếu ngươi dễ dụ thì đừng trách sư phụ sẽ khiến ngươi bị tra tấn trong đau khổ mà chết. Phối hợp với ta đi, ta sẽ cho ngươi hóa thành máu loãng. Ở bên trong hồ lô càng khôn chỉ nửa canh giờ thôi là ngươi sẽ hóa thành thế rồi. Lúc này hoa thiên đô bộc phát ra uy lực mạnh nhất, tất cả ý chí đều bị kích phát chúa tể càn khôn, ngươi không được chết tử tế đâu. Pháp lực của hắn vận chuyển với tốc độ cao nhất, tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy càng hòa tan nhanh hơn trong thân thể hắn. Vô ích, tu vi của ngươi đã là gì chứ? Chút xíu tu vi này thật sự quá yếu ớt. Ở trước mặt ta chẳng khác gì một con kiến. Lực lượng càn khôn, cướp đoạt. Chúa tể càn khôn phất tay một cái. Toàn bộ càn khôn thành run rẩy. Một luồng lực lượng hình rồng tràn vào bên trong hồ lô, hoàn toàn giam cầm hoa thiên đồ tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy dưới sự thúc giục của lực lượng này gần như bắt đầu bùng nổ lạc ấn linh hồn của chúa tể càn khôn hung hăng gắn lên đó tu vi của hoa thiên đô căn bản không có năng lực sánh với chúa tể càn khôn gần như đối phương chỉ cần một ngón tay là giết được hắn hoa thiên đô sắp sửa gặp phải tai ương ngập đầu rồi đúng lúc này thì dị biến xuất hiện ở trong hư không một luồng lực lượng mênh mông đột nhiên đánh tới trực tiếp kích lên hồ lô càn khôn đó là tạo hóa lực nồng đậm tạo hóa tiên vương Ngươi nghĩ rằng ta không chuẩn bị đối phó với ngươi sao? Ta biết sau lưng Hoa Thiên Đồ này có ngươi thao túng. Chúa tể Càn Khôn vung tay chụp một cái, thiên la địa võng, một tấm lưới lớn hiện ra phía trên hồ lô Càn Khôn, chặn đứng tạo hóa lực, muốn chết, tự mình làm bậy thì không thể sống. Chúa tể Càn Khôn, tận thế của ngươi tới rồi. Ba giọng nói đồng thời vang lên trong hư không, lại có hai luồng lực lượng nữa oanh kích tới, một đạo là của khởi nguyên, một đạo không ngờ là của chân lý không ngờ khởi nguyên tiên vương và chân lý tiên vương lại đồng thời ra tay tam đại tiên vương liên thủ đối phó với chúa tể càn khôn thiên la địa võng dưới một kích này liền hoàn toàn bị đập nát pháp lực của tạo hóa tiên vương còn trên cả thủy tổ thánh vương khởi nguyên chân lý cũng không hề yếu mỗi một người đều là tồn tại từng uy chấn thiên địa chúa tể càn khôn liên tục lui về phía sau phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhật hiển nhiên là hoảng sợ vô cùng hồ lô càn khôn trở về cho ta hắn lập tức thúc giục pháp lực muốn thu hồ lô càn khôn lại. Nhưng lúc này đã muộn, lực lượng của Tam Đại Tiên Vương đều ở trên hồ lô càn khôn, đồng thời Hoa Thiên Đô trong đó lại bay tới, nhận lấy lực lượng quán đỉnh của Tam Đại Tiên Vương. Hoa Thiên Đô, hôm nay chúng ta ban cho ngươi được tăng cường tu vi, khiến ngươi cắn nuốt chúa tể càn khôn, hoàn toàn vượt qua phương hàn. Trước khi thiên địa đại hủy diệt, ngươi phải chấn áp phương hàn, hiến tế tất cả vận mệnh, chuyển lên thân thể chúng ta. Lúc đó là lúc ngươi đại công cáo thành, sau này chúng ta nhất định bảo vệ ngươi trở thành tiên vương. Giọng nói của Tam Đại Tiên Vương mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, trực tiếp rót vào thức hải của Hoa Thiên Đô, khiến cho tam sinh thạch, hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy bị hòa tan từng chút một, hoàn toàn dung hợp làm một với Hoa Thiên Đô. Lực lượng của Hoa Thiên Đô bùng nổ, mỗi một cái hô hấp đều vang vọng như hồng trung. Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, gần như đạt tới mức nhưng trời lệch đất, tái tạo vũ trụ. Tu vi của hắn trực tiếp đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong, thiếu chút nữa là đạt tới 15 kỷ nguyên. Tu vi còn đang tiếp tục tăng lên hồ lô càn khôn, thần phục đi. Hai mắt hoa thiên đồ mở ra. Dưới sự trợ giúp của tiên vương, hai mắt hắn xuất hiện hai cơn lốc xoáy, nhìn hai chữ càn khôn. Lập tức chữ càn này vật lên, tiến vào mắt phải của hắn, chữ khôn tiến vào mắt trái của hắn. Khi tức của hồ lô càn khôn lập tức biến đổi, tiến vào trong thân thể hắn, chìm vào dưới mi tâm, dung hợp là một với thân thể hắn. Tu vi của hắn lại đột phá, bùng nổ, đạt tới tu vi 15 kỷ nguyên, có thể chân chính so sánh với chúa tể càn khôn. Chú tể căn khôn chấn động khuôn mặt lộ vẻ bi phẫn hoa thiên đô tạo hóa khởi nguyên chân lý ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi lần này ta sẽ tới thần phục phương hàn liên thủ với hắn đối phó với các ngươi ha ha hoa thiên đô vung tay lên pháp lực không ngừng tăng lên đã tới tu vi 15 kỳ nguyên đỉnh phong phong tỏa cả mật thất của càn khôn thành Chú tể căn khôn ngươi không chạy nổi đâu dưới ý niệm của tam đại tiên vương và ta mà ngươi còn có thể chạy thoát thì không phải là quá khinh thường chúng ta sao Mật thất của Càn Khôn Thành đã hoàn toàn bị Hoa Thiên Đô và ý niệm của Tam Đại Tiên Vương phong tỏa. Cho dù chúa tể Càn Khôn cũng không thể chạy trốn được, hắn có thể nói là đã mua dây buộc mình. Pháp lực của Hoa Thiên Đô đã vượt qua chúa tể Càn Khôn. Hắn bước từng bước bước tới chúa tể Càn Khôn, khiến vị đầu sỏ này kinh hãi liên tục lui lại phía sau, rốt cục cũng tới lúc không thể lùi lại. Phía sau hắn có cấm pháp kết thành bức tường tinh thể chắc chắn, khiến chúa tể Càn Khôn dù vận chuyển pháp lực cũng không thể thoát nổi. Khuôn mặt chúa tể Càn Khôn lộ vẻ tuyệt vọng. Hoa Thiên Đô đầu tiên luyện hóa hoàn toàn tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Sau đó lại luyện hóa hồ lô càn khôn, tiếp nhận ý niệm của Tam Đại Tiên Vương Quán Đỉnh, rốt cục đột phá tới tu vi 15 kỷ nguyên. Hiện giờ hắn sẽ cắn nút chúa tể càn khôn. Hoa Thiên Đô, ngươi muốn làm gì? Ta dù sao cũng là sư phụ ngươi. Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Ta còn cho ngươi rất nhiều lợi ích. Chú tể càn khôn hoảng sợ, cuối cùng vẫn cố gắng nói. Lão già kia, sao lại nói nhiều lời vô ích như vậy? ta muốn giết ngươi ngươi còn định chạy trốn chắc quả là quá buồn cười rồi. Hoa Thiên Đô đột nhiên ra tay, vô hoa lực, nhật nguyệt tự nhiên, tiếng quỷ khóc thần ngào, mưa máu trong thiên địa hiện ra, tuyệt đại sát chiêu của hắn được đánh ra, khiến thiên địa lúc này hoàn toàn mất đi ánh sáng. Chú Tể Càn Khôn gần như bị gông lại giữa không trung, Càn Khôn đại sát, chuyển thực vương, hồn thiên chúa tể, đại đạo vô ngân, Chú Tể Càn Khôn cũng cố gắng phản kích. Hoa Thiên Đô, ngươi đúng là thứ đồ đệ khốn nạn ta liều mạng với ngươi, cho dù có chết cũng không để ngươi thực hiện được âm mưu. Thật đáng giận mà. Ta nếu hợp tác với Phương Hàn thì hôm nay không rơi vào kết cục thế này. Hai luồng lực lượng lớn va chạm trong không trung. Thân thể của chúa tể càn khôn giống như một con cóc bị dẫm bẹp trên mặt đất, phun ra từng ngụm máu tươi. Mà sau lưng của Hoa Thiên Đô lúc này xuất hiện hư ảnh của Tam Đại Tiên Vương. Hoa Thiên Đô, còn chờ gì nữa? Mau mau giết hắn đi. Lực lượng của chúng ta tăng cường vào cơ thể ngươi bởi sừng xích của cánh cửa vĩnh sinh nên chỉ có hạn thôi ngươi cắn nút chúa tể càn khôn rồi thì chúng ta sẽ trợ giúp ngươi đạt tới tu vi 16 kỷ nguyên. Ngươi sẽ trợ tập tất cả cao thủ của giới thượng giới này thần phục ngươi, đối kháng với Phương Hàn. Tam đại tiên vương đều phát ra ý niệm, lực lượng rót xuống càng mạnh. Hoa Thiên Đô liên tục cười giải. Chúa tể càn khôn, ta tiễn ngươi lên đường. Toàn bộ tài sản của ngươi, còn cả con gái, thê tử của ngươi từ nay đều sẽ được ta hưởng thụ. Ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt cho bọn họ. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Chúa tể càn khôn không hổ là kiêu hùng một đời, đột nhiên thân thể bành trướng ra, trông giống như quả bóng cao su bị thổi to lên, sắp sửa bùng nổ. Càn khôn vỡ vụn, ngọc thạch cùng nát. Muốn tự bạo sao, đâu có dễ như vậy. Tam đại tiên vương đồng thời quát lớn một tiếng. Toàn bộ thời gian liền đình chỉ lại. Chú tể càn khôn bị thổi căng như quả bóng liền bị sững lại trong không trung. Hoa thiên đô lững thững đi tới. Ngươi nổ đi, sao còn chưa nổ? Hoa thiên đô, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biến thành quỷ cũng phải đời đời kiếp kiếp theo sát ngươi ánh mắt chúa tể càng khôn gần như phun lửa ngươi biến thành quỷ cũng không có cửa đâu tam sinh thạch trong ngực của hoa thiên đô sâu trong trái tim bất ngờ có tam sinh thạch hiện ra hóa thành một khối thần thạch lớn cỡ nắm tay nuốt toàn bộ chúa tể càng khôn vào trong đó giống như nuốt được một viên linh dực hoa thiên đô phát ra tiếng chép miệng tắc lỗi nói thật sự là không tồi tu vi của chúa tể càng khôn này đúng là đại bổ từ nay về sau ta là đệ nhất trong chư thiên ngoài tiên vương ra thì ai dám tranh đấu với ta phương hàn ngươi chờ xem ta sẽ báo thủ. Tốt lắm. Mau ngồi xuống, ba người chúng ta sẽ giúp ngươi quán đỉnh, trợ giúp ngươi thăng cấp lên tu vi 16 kỷ nguyên. Có ta sinh thạch, ngươi không cần lo lắng tới cảnh giới nữa, chỉ cần không ngừng thu lấy lực lượng là được. Tam đại tiên vương đột nhiên dùng ý niệm ngưng tụ thành một hình thể đánh một trường lên thân thể Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô cúi thấp cái đầu cao quý của hắn, cung kính nói. Hắn biết thực lực của mình tuy rằng rất mạnh nhưng trước mặt tiên vương thì vẫn phải khiêm nhường. Nhưng sâu trong nội tâm của hắn thì đã có biến hóa xảy ra chỉ cần cắn nuốt phương hàn chiến được vận mệnh của hắn thì thực lực của ta sẽ tăng lên một lần nữa thúc giục cánh cửa vĩnh sinh lúc đó tiên vương cũng không phải là đối thủ của ta đều phải thần phục dưới chân ta lực lượng của tam đại tiên vương hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể hoa thiên đô hoa thiên đô tấn công đột phá mãnh liệt trên thân thể cũng giống như phương hàn có âm thanh giống như phá kén thành bướm không ngừng vang vọng 15 kỷ nguyên đỉnh phong đột phá 16 kỷ nguyên tam đại tiên vương cuối cùng cũng hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể hoa thiên đô ý niệm biến mất Hoa Thiên Đô, lực lượng chúng ta có đã rót vào cho ngươi rồi. Ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, nhất định phải bắt được Phương Hàn, nghênh đón chúng ta trở về, biết chưa? Lực lượng của chúng ta đã tiêu hao gần hết, phải nghỉ ngơi thôi. Ý niệm của Tam Đại Tiên Vương biến mất. Hoa Thiên Đô đứng thẳng dậy, khí tức đã vượt xa chúa tể càn khôn, đạt tới trình độ 16 kỷ nguyên. Hắn chưa từng cảm thấy lực lượng cường đại như vậy bao giờ. Ha ha ha, ta là vô địch. Tâm tình Hoa Thiên Đô lúc này phi thường phức tạp, vừa muốn lập tức đi tìm Phương Hàn báo thủ, lại vừa muốn giễu võ dương oai một phen phải cảm ứng khí thức của phương hàn ở địa phương nào trước đã hoa thiên đô lập tức vận chuyển pháp lực quan sát chư thiên hiện giờ pháp lực của hắn chỉ cần dùng một thần niệm là có thể nhìn rõ ràng toàn bộ chư thiên ngoài cánh cửa vĩnh sinh ra thì thứ gì cũng có thể thấy ánh mắt của hắn hơi chuyển một cái toàn bộ giới thượng giới đều nằm trong lòng bàn tay hắn sau đó lại nhìn về thiên giới cuối cùng thấy được thế tục tất cả mọi nơi đều nằm trong mắt hắn cái gì phương hàn biến mất tại sao lại không thấy hắn? Chẳng lẽ hắn che giấu khí tức, tu luyện bí pháp nào đó, hoặc là tiến nhập vào bên trong chiến trường Tiên Vương? Hoa Thiên Đô không tìm ra Phương Hàn. Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng. Cũng tốt, Phương Hàn, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ bị ta tóm được. Giờ ta phải chỉnh hợp các thế lực, khiến chư thiên đều quy phục Hoa Thiên Đô ta. Ta phải xưng bá thế gian, không ai có thể là đối thủ của ta. Cử Thiên Huyền Nữ, Hắc Bạch Nhị Sứ, còn cả tai nạn, vĩnh hằng, hỗn độn, lôi đế, Sát lục, các ngươi mau mau trở về, hiện ra trước mặt ta mau. Ngay bên trong càn khôn thành, hắn bước một bước, không gian đột nhiên chấn động, tan vỡ liên tục. Sau đó một vũ trụ nhỏ từ trong đó bay ra. Bên trong tiểu vũ trụ này có một thiên đình khổng lồ, có rất nhiều thiên quân ở bên trong đang vọt ra. Sao lại thế này? Chúng ta đang tu luyện, tại sao toàn bộ vũ trụ đều bị lay chuyển, bị lôi tới đây? Hồng Hoang Thiên Quân cầm trong tay Hồng Hoang chiến đồ lao ra đầu tiên liền thấy Hoa Thiên Đồ. Hoa Thiên Quân, là ngươi? Hồng Hoang Thiên Quân cười nanh ác nói. Nói rõ ràng cho ta đi. Muốn ta nói rõ ràng sao? Quỳ xuống cho ta. Hoa Thiên Đô cười nhạt, gần như không cần có động tác gì. Một luồng lực lượng lập tức áp bức lên thân thể Hồng Hoang Thiên Quân. Hồng Hoang Thiên Quân lập tức quỳ xuống mặt đất, phủ phục chồng mông chồng đít lên trời, pháp lực toàn thân bị phong tỏa, chỉ một ý niệm của đối phương là lập tức mất mạng. Lực lượng của ngươi, tại sao lại mạnh mẽ tới vậy? Hồng Hoang Thiên Quân run rẩy nói. Đúng lúc này thì chúa tể pháp giới, chúa tể nhân giới, còn cả chân lý thánh địa đạo đức thiên quân ngũ đại thiên quân của thiên đình đều hiện ra bên trong mật thất của càn khôn thành bọn họ đều nhìn thấy hoa thiên đô đã tới nơi này thì đều quỳ xuống hết cho ta bài kiến ta từ nay về sau ta sẽ là chủ nhân của các ngươi hoa thiên đô nói không hề kiêng nể gì trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ áp bức bọn họ tất cả mọi người đều không chịu nổi áp lực quỳ xuống trên mặt đất thậm chí cả tai nạn vĩnh hằng hỗn độn sát lục uy danh hiển hách thiên đình cũng đều không chịu nổi mà phải quỳ xuống chú tể võ giới cao lớn khôi ngô gặp phải áp lực còn phản kháng mãnh liệt hét lớn một tiếng võ đạo bất khuất ai cũng đừng hòng mong ta quỳ xuống thật không hoa thiên đô tiến tới tắt hắn một cái mặt chú tể võ giới bị tắt thành một đống thịt ngã xuống mặt đất riêng rỉ dãy ruộng, miệng sủi bọt mép gần như đã hấp hối không tồi không tôi không ngờ còn dám phản kháng ta một khi đã như vậy thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi nắm giữ chữ võ thật sự là quá phí phạm lấy ra đây đi hoa thiên đô chụp một cái chữ võ trên thân thể chúa tể võ giới liền rơi vào trong tay hắn sau đó hắn phun ra một luồng hỏa diễm khiến thân thể chúa tể võ giới bị thư đớt kịch liệt liên tục kêu thảm thiết tiếng kêu tê tâm liệt phế khiến tất cả cao thủ đều sợ hãi một số thiên quân của khởi nguyên vương triều chân lý thánh địa toàn thân nổi ra gà quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích nhưng tứ đại thiên quân hỗn độn vĩnh hằng tai nạn sát lục lại liếc mắt nhìn nhau rồi nói hoa thiên đô chúng ta đã biết ngài được kế thừa của tạo hóa tiên vương từ nay về sau chúng ta xin tôn ngài là chủ nhân, giống như năm xưa vụng thờ tạo hóa tiên vương vậy. Trong lúc nói, tứ đại thiên quân của thiên đình dập đầu thật sâu, không hề còn một chút tôn nghiêm. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tuy nhiên các ngươi nắm giữ trí bảo tam thập tam thiên cũng không hợp lý lắm. Loại bảo bối này phải để ta nắm giữ hết đi. Hoa thiên đô bắt đầu cướp đoạt. Hắn vung tay chụp một cái, trí bảo tam thập tam thiên liền bay ra, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau đó ánh mắt của hắn hướng tới chu tể nhẫn giới, chụp lấy chữ nhẫn từ trong thân thể đối phương ra. Chúng diệu môn cũng xuất hiện đi, đạo đức thiên quân. Trên mặt hoa thiên đô hiện lên nụ cười thản nhiên. Đạo đức thiên quân của chân lý thánh địa lập tức dâng lên chúng diệu môn. Bạn họ thật sự bị dọa dạ phát khiếp rồi. Hoa thiên đô trực tiếp giết chết chúa tể võ giới không cần tốn chút sức lực. Giết là dọa dạ khỉ đúng là rất có lực chấn nhiếp. Những môn hồ này không phải thứ các ngươi có thể giữ, chỉ có ta mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất của nó. Sau khi tiếp nhận chúng diệu môn, Hoa Thiên Đô mỉm cười, dung nhập vào bên trong thân thể. Hắn phi thường vừa lòng, cảm giác có lực lượng đi chinh phục gần như khiến hắn say mê. Các ngươi cũng không phải bất mãn. Tu vi của ta là vừa cắn nút chú tể càn khôn, đã đạt tới 16 kỷ nguyên rồi. Cái gì? Tu vi 16 kỷ nguyên. Mạnh như vậy. Rất nhiều người đều sợ tới ngây người ra, sau khi trầm mặc rất lâu liền đồng loạt dập đầu thật sâu. Từ nay về sau sinh tôn ngài là chủ nhân.